Vâng, nắng nóng, mất ngủ, kiệt sức chỉ là một phần trong những khó khăn vất vả của lực lượng y tế. Đối với những y bác sĩ ở các bệnh viện tuyến cuối như là bệnh viện các bệnh nhiệt đới trung ương hay là bệnh viện Ca Tân Triều, nơi mà COVID-19 tấn công trực diện trong đợt dịch này, khó khăn còn nhân lên nhiều hơn nữa. Lúc này, chúng tôi xin được phép kết nối điện thoại với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Đức, là trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Ca. Tại đây hiện đang có hơn 1.000 bệnh nhân, rồi người nhà bệnh nhân, cán bộ y tế, người lao động đang phải cách ly ngay tại bệnh viện. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Không biết là những ngày qua trong cái chế độ vừa làm việc và vừa phải chăm sóc bệnh nhân mà cách ly thì nhịp độ công việc của các bác sĩ viện Ca Tân Triều có thay đổi nhiều không? Có vất vả nhiều hơn không ạ? Rất nhiều những cái thay đổi. Ngoài cái công tác khám chữa bệnh ra thì chúng tôi còn phải tiến hành những công tác phòng chống dịch như là truy vết và cách ly, và chúng tôi còn phải đảm bảo cái quan trọng là phải đảm bảo được an toàn cho người bệnh và người nhà người bệnh. Bên cạnh đó thì nhất là khoa cấp cứu của chúng tôi phải đảm bảo tuyệt đối phải được an toàn. Dạ, chúng ta đều biết rằng viện Ca thì là nơi mà phải điều trị những bệnh nhân rất là nặng rồi. Thế thì không biết là khi mà xảy ra cái tình huống là có COVID xâm nhập vào bệnh viện thì đã có những cái tình huống nào căng thẳng trong những ngày vừa qua chưa ạ? Về những cái tình huống căng thẳng ở bệnh viện thì cũng có rất nhiều. Thế nhưng mà có về chuyên môn thì có một cái tình huống là một cái bệnh nhân 69 tuổi quê ở Thanh Hóa, thì bệnh nhân được chẩn đoán một cái ung thư dạ dày. 5:30 sáng ngày 7 tháng 5 thì bệnh viện có lệnh phong tỏa, bệnh nhân vẫn đang ở ngoại trú để hoàn thiện vào nhập viện. Thì đến đêm ngày 12 tháng 5, bệnh nhân có xuất hiện nôn ra máu với một số lượng rất là nhiều. Thì ngay lập tức, thường trực đã xin phép ban chỉ đạo cùng các cấp ngành để đưa bệnh nhân vào trong bệnh viện cấp cứu để được kịp thời. Nếu mà không thì bệnh nhân sẽ tử vong. Và sau hơn 2 ngày tích cực thì bệnh nhân đã dần được ổn định. Về phía các y bác sĩ thì sao? Bởi vì anh là trưởng khoa thì hơn ai hết anh hiểu được cái tâm tư, hoàn cảnh anh em ở trong khoa hồi sức cấp cứu. Phía trước họ là bệnh nhân, nhưng phía sau họ cũng có gia đình, cũng có con cái, có những cái lo toan riêng. Có những câu chuyện nào anh muốn kể với chúng tôi không ạ? Vâng, về các câu chuyện thì thực ra thì có rất nhiều các câu chuyện. Ở bệnh viện thì có hai vợ chồng công tác cùng một bệnh viện xin ở lại để cùng tham gia vào điều trị và chăm sóc bệnh nhân, cũng như tham gia vào các công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khi đó thì có hai đứa con nhỏ ở nhà cũng chưa xa bố mẹ nhiều ngày, tự phải nấu ăn cho nhau, tự phải giặt quần áo cho nhau. Hai vợ chồng cùng công tác tại viện thì cũng không được gặp nhau. Và sau hơn 14 ngày thì hôm đó thì chúng tôi cũng tình cờ rất là xúc động, cũng chứng kiến cái cảnh là cô vợ thì ở một khoa khác chuyển bệnh nhân đến mổ cấp cứu tại khoa hồi sức cấp cứu. Đấy, thế thì khi mà cô ấy đưa bệnh nhân vào, cô ấy nhận ra chồng mình, thì anh cũng đang mải công việc và anh đã ngẩng lên, anh nhìn và anh rất là bỡ ngỡ. Và lúc đó là hai vợ chồng thì tự nhiên gặp ra nhau như một cái gì đó mà nó vỡ hòa, một cái rất là xúc động. Vâng, đúng là có khi với những y bác sĩ thì không phải cái sự vất vả về mặt công việc, mà cái nỗi nhớ người thân, nỗi xa các con nhỏ mới là cái thách thức về tinh thần lớn nhất ạ. Chúng tôi có theo dõi hàng ngày và biết rằng là số ca nhiễm mới từ các F1 đang cách ly trong viện Ca Tân Triều cũng vẫn tiếp tục gia tăng. Như vậy là những ngày vất vả hy sinh của các anh các chị vẫn còn ở phía trước.